Ok, anh Nhí ơi,
Mình còn mấy bài nữa. Ok, chắc cho phát một bài đúng cho em một bài thẳng á. Hưng muốn phụ bài cho. Ok, trời ơi. Muốn gì muốn này. Kì. Cho em sau đây, tại vì em có hứa với bạn của em tới coi show em đều phải hát bài này tặng. Cho em chơi bài này nhạc hoa nha, nhưng mà cũng là quý vị em biết luôn. The Four Fingers of Fire. The Four Fingers of Fire. Xin mời mọi người. Hát đi, đúng không? Lãng. Ok, lãng. Thưa quý vị, đúng là cái chương trình đó, hồi nãy đó, là chúng ta sẽ có cái break trước khi là Hồ Lệ Thu xong, nhưng mà nó xung quá cho nên thay đổi cũng không buôn bán giấy chơi luôn. Cho nên quý vị là cái chương trình là không có phải sắp xếp như vậy, là Hồ Lệ Thu vừa xong rồi là em đi quét cái đài Phạm Khánh Hưng thì có cái chương trình kế tiếp để break để quý vị mua hàng. Mà nãy giờ quậy quá quý vị không mua hàng được luôn, không sao giờ mình chơi luôn, rồi quý vị muốn mua hàng thì vô mua hàng nha. Dạ, nhớ luôn nha, ủng hộ nhiều để cho có tiền làm show nhiều. Dạ, nếu mà quý vị ủng hộ nhiều thì cái chương trình này 6 tháng nữa, ngay dịp lễ DVD, mình trở lại đi xin đường quý vị. Nếu quý vị vẫn tiếp tục hộ Teletron thì DVD sẽ có 3 ngày, thứ 7, chủ nhật và thứ 2 nhân dịp lễ DVD sẽ có chương trình nhạc hội của Teletron mừng lễ DVD cùng quý vị tại Eden Center. Xin cảm ơn quý vị, và quý vị nhớ cần những sản phẩm ngày hôm nay là ngày cuối cùng để có giá cả rẻ, và đặc biệt nhất là những cái giá cả từ ghế massage, những cái nệm Lamborghini hoặc là những cái giường kỳ massage nhiệt của những bấm làm đẹp. Trong ngày hôm nay quý vị về là ở trong làm giấy tờ, chương trình tài trợ từ 1 năm tới 4 năm không tiền lời. Và sau đây quý vị sẽ trở lại với Phạm Khánh Hưng và Andy Quách để chúng ta có một cái ngày rất là vui, và nhạc hội hoa đào sẽ được mời quý vị tham dự. Chào quý vị. Và cũng là nhà phẩm đầu tiên do anh cho đi dùng cũng như là những tiếng hát lời Việt. Sau đây sẽ là tiếng hát nhà phẩm này. Nhà phẩm bước ra đầu tiên tôi có mang tên Xin Mua Đừng Rơi. Xin mời sang ở gì? Hết rồi, chung lên là hết. Ok, không có hào mà. Thank you.
Không, bây giờ là chắc là phải techno rồi. Cái này techno đúng không? Bây giờ mình ao rồi mà. Bây giờ trên đâu thứ thì mình hát hai cái bài song ca này, một cái bài song ca này. Mình biết cảm thấy tình yêu. Ok, giờ đâu thứ này. Xong rồi cuối cùng hơn được lời yêu cầu bài hát cuối cùng thì quý vị về là bài Cắt đôi nỗi sầu. Đó, trời ơi. Cho nên là hôm nay dành bài đó bài cuối. Đó, thuộc mà đúng không? Thuộc, dễ lắm. Yeah. Dễ lắm nè. Đừng đi vào nơi ông xuống, đó là hố sâu, là ngã quay tình yêu bên trong. Theo phù phim xa hoa, con đừng xéo nên tôi là kẻ bạc tình. Đào cao, như chương người ai ở lao vào cho vui thế gian. Giống như con ông bạc tình yêu tình ai vừa bỏ. Đào ở đâu, chỉ là vũ du thôi. Đào ở đâu, sự thật quá đáng cay. Quay về đi, về đi. Dù cho em đã cho dài con.
chưa hát bao giờ đâu có thuận lợi đâu. Lên luôn nha. Quý vị nên vào ngay là bởi vì các nhân viên sẽ đóng cửa trong một thời gian rất ngắn, cho nên nếu quý vị nào đã đặt hàng, quý vị nên vào bên trong cũng như là làm giấy tờ và ký giấy tờ. Và bây giờ thì chúng tôi chỉ còn một vài phút nữa sẽ phải chia tay đến với quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tháng 7 tới đây. Vâng. Tháng 9. Tháng 9 là dạ vâng. Chứ đâu là muốn đâu, chúng đông gặp nhau sớm chứ. Dạ vâng. Nói lộn rồi làm luôn tháng 7 luôn đi. Anh chắc, quý vị ơi xin nó mời ông chủ lên anh Huy à. Đây. Giống như là tân lập quá. Thôi giống quý vị. Tháng 7 là tại Lido Sài Gòn. Rồi rồi. Tháng 7 là Chu Lai Phong. Chu Lai Phong ở ngay đường Bô Sa. Nhưng mà hai tuần nữa là sẽ có tại Dallas, thưa quý vị, sẽ tại Dallas Fort thì ngày 13, 14 sẽ có chương trình tại của The Run tại Dallas. Và tại DC của chúng ta sẽ trở lại Labor Day trong 3 ngày, thứ 7, chủ nhật và thứ 2 nhân dịp lễ Labor Day. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn em Thị Quách, cảm ơn Phạm Thế Lân và cảm ơn Song Nghĩa, thưa quý vị. Chân rất là sung từ trưa đến giờ và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi và chúc quý vị có một ngày thật là đẹp. Và nếu muốn làm giấy tờ thì hôm nay là ngày cuối cùng để được hưởng giá cả rẻ từ chiếc ghế massage, những cái nệm và những khoản làm đẹp và nhiều sản phẩm giá trị khác, quý vị có vào bên trong còn khoảng 10 phút nữa để ta mua giấy mua hàng trước khi chia tay. Và xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị vui vẻ, hạnh phúc và mọi sự như ý, từ quý vị. Xin chào quý vị. Good night, everyone. We'll see you again. Hẹn gặp lại quý vị. Vào dịp sau. Thank you, Nabil. Thank you, hey, dancer. Nhảy quá trời dữ luôn. Hai ngày hôm qua, nếu hôm nay đâu 3 ngày rồi, đúng không? 3 ngày đúng không? Và dạ, cũng không quên. Cảm ơn anh. Âm thanh luôn. Thank you. Và ánh sáng as well. Thank you so much, everybody. Have a good night. You from us? Yeah. Oh, 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 yeah. Oh
Great to be able to do all this.